Chúng tôi ngày hôm nay cũng muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật mà chắc chắn cũng sẽ mang lại cho chúng ta nhiều những cái câu chuyện riêng chung, thế nhưng có những cái cảm xúc riêng có của nhân vật này. Xin mời quý vị hãy cùng xem đó là ai. Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ, hãy cứ ước mơ mặc ai kệ ai ứng hờ, hãy cứ đam mê, hãy cứ vùng về, vì cuộc sống này là thế. Yeah, yeah. Hãy cứ bước đi không hối hận gì, hãy cứ hát lên để cho mọi người lắng nghe, hãy xóa tan đi khoảng cách ngại ngần, vì mình chỉ một lần sống. Thế nên vô tư hơn đi, đắn đo gì, đam mê hơn đi, lắng lo gì. Don't be afraid, afraid, don't get to be me. Say mê hơn đi, chẳng ai hơn, ai ai cũng chỉ sống một lần. I'm not afraid, afraid, don't get to be me. Do what you want, do what you want. 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 Thưa quý vị, nhạc sĩ ca sĩ Châu Đăng Khoa là khách mời của chương trình ngày hôm nay, và anh cũng vừa mới đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến Hà Nội. Không biết là xem xong những cái hình ảnh vừa rồi thì cảm xúc thế nào ạ? Thấy mình lên hình xấu quá. Sáng nay đi đến đây cảm thấy thế nào sau một đêm ngủ ở Hà Nội cũng với khá nhiều những cái nỗi lo? Hà Nội mát mẻ, rất là thích. Ngày hôm nay thì chắc là đến đây chưa kịp ăn sáng, cho nên là chương trình cũng đã chuẩn bị 4 cái thức uống như thế này. Đồ ăn sáng thì chương trình không có, nhưng mà có thức uống cho buổi sáng. Khoa hãy chọn đi, đầu tiên là một cái cốc nước ép này, cà phê này, trà đá và sữa. Nếu như mà được chọn thì sẽ lựa chọn cái gì? Bình thường ở nhà thì Khoa sẽ uống sữa. Nhưng mà hôm nay Khoa sẽ uống cà phê cho nó đàn ông. À, ra cái vẻ đàn ông hả? Lên TV là phải vậy chứ. À, nếu như mà cà phê nhá, nhìn chung á, Khoa là người có cá tính và rất sâu sắc, có nhiều người muốn tâm sự cùng, nhưng mà chắc là cũng không nhiều ở ngoài đời đúng không? Không, thực sự thì Khoa đến từ một cái xứ sở gọi là xứ sở cà phê luôn. Hầu như là mỗi sáng thức dậy đều thức dậy cùng với cái hương cà phê hết á. Và gần nhà Khoa thì là có một cái nhà máy xay xát cà phê rất lớn của Trung Nguyên. Có nghĩa là mỗi ngày là cái mùi cà phê bay đầy đường luôn á, ngửi từ khi còn nhỏ rồi. Nên là có lẽ nó tác động một phần vào cái sự thích uống cà phê của mình. Mà nó có tác động gì đến cái tính cách của mình không? Làm cho đôi khi cũng cảm thấy sợ cà phê. Khoa ở Đắk Lắk, thưa quý vị, nếu như mà quý vị không biết. Và có rất nhiều những cái câu chuyện khác nhau. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi cũng rất muốn hỏi xem là cái tâm trạng của anh như thế nào, bằng cái cách là mời anh xem cái bức hình này. Và nhìn thấy cái gì đầu tiên? Trả lời nhanh. Trả lời nhanh. Tất nhiên nhanh, thấy nhanh, cái nhanh. Cây rồi, nhưng mà thấy một con khỉ với lại con... Không, nhưng thấy cái cây đầu tiên đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đáp án. Xem tình hình thấy cái cây thì sẽ như thế nào, tác động quá đến tâm trí. Ok, đoán thử một coi. Đơn giản. Đây là hình ảnh để nói về tâm trí của chúng ta, tâm trạng của chúng ta hiện bây giờ. Hiện tại hay là trong hiện tại? Cả... Thì Khoa tự nhận sao? Thì tâm tối. Hiện tại là tâm tối hả? Phải không? Đây, bây giờ xem thử nha. Điều gì khiến cho bạn sợ hãi nhất ở thời điểm hiện tại? Hồi xưa á, thì sợ ế. Sợ cô đơn. Bây giờ vẫn bền vững luôn. Bây giờ thì ế hoài nó quen rồi. Xong rồi hồi xưa thì sợ bị cộng đồng mạng chửi. Nhưng mà thật sự thì bây giờ bị chửi hoài cũng thấy quen rồi. Bây giờ là mình chỉ cảm thấy sợ là sợ làm cho những người tin tưởng và yêu thương mình thất vọng thôi. Nhưng mà theo cái quyết này á, thì cái điều khiến cho bạn sợ hãi nhất ở thời điểm hiện tại là chính bản thân Khoa. Bạn đang lo sợ vào chính bản thân mình. Lúc nào cũng cảm thấy bất an, lo sợ mình sẽ như thế nào. Luôn cảm thấy mình chưa đủ, chưa hoàn thiện, chưa đi đến đâu. Và nhiều khi cảm thấy không thắng nổi những tiêu cực trong bản thân và bị nó dẫn dắt. Bạn nên có cái nhìn tích cực hơn về con người của mình, vì thực chất là bạn đẹp hơn vẻ ngoài của mình. Chứng tỏ là trong thời gian vừa qua có nhiều những cái nỗi buồn. Tại vì có những cái á, thực sự luôn thì mình cố gắng suy nghĩ là đó là tạo hóa của mình thì mình học cách chấp nhận nó.
Nhưng mà thật sự mình cũng là con người thôi, mình cũng có cảm xúc chứ, nên là đôi khi mình cũng cảm thấy rất là thất vọng về bản thân, rồi về rất là nhiều chuyện thôi. Còn về niềm tin? Niềm tin thì có lẽ là đã mất hết rồi. Trong cái bối cảnh rất nhiều những cái câu chuyện gần đây mà ảnh hưởng tới chính cuộc sống cá nhân này, rồi chính những cái công việc và cả những cái tâm huyết về những cái sản phẩm mình đang làm nữa, thì Khoa lấy đâu ra những cái để mà mình tiếp tục? Có lẽ là nó chính là từ cái sự đam mê thực sự của mình đó. Tại vì một khi mà nếu như mà mình làm một cái gì đó, mình không có đủ đam mê cũng như là những cái ngọn lửa mà nó bùng cháy trong người á, thì chắc chắn không thể nào vượt qua được hết những cái khó khăn hay là tất cả những cái điều mà mình gặp ở trong cái con đường làm nghề. Cái cảm xúc tồi tệ nhất mà từ khi làm nghề đến bây giờ mà Khoa gặp phải là gì? Chắc có lẽ cái cảm xúc đó thì Khoa không muốn nhớ lại chút nào, tại vì nó cũng mới gần đây thôi. Đó là cảm xúc mà một người mà mình tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại phản bội mình. À, tôi biết chắc là đa chương trình này sẽ hỏi mấy chuyện này mà. Nhưng mà sau bao nhiêu lâu thì có thể vượt qua, và làm thế nào để có thể cân bằng được trong cái thời gian này? Thực sự thì Khoa vẫn chưa vượt qua được đâu, và Khoa cũng không biết đến khi nào mình mới vượt qua được nữa. Tại vì mình đã tin tưởng và cho đi quá nhiều. Thực ra mình cũng không có mong nhận là sẽ nhận lại được cái gì hết, nhưng mà mình không nghĩ là đến gọi là cái gì ta, mình cho hết trứng vào một rổ á, rớt bể hết trứng, còn cái rổ nó cũng bị lây mất luôn, nó không còn cái rổ lại cho mình nữa. Cái cảm giác nó giống như là mình trong phút chốc á, cảm giác giống như là Khoa mất hết tất cả, không còn cái gì để bấu víu, và cảm thấy lẻ loi chỉ có một mình á. Những cái mà Khoa gây dựng từ trước đến nay, không chỉ là cho công ty, cho bản thân, mà còn cho những cái người đồng sự của mình nữa, cho những cái em trẻ nữa, thì đấy thực sự là những cái tâm huyết. Và chúng ta cũng biết được là trong cái showbiz thì phải có rất là nhiều những cái cách thức khác nhau, những cái con đường khác nhau để tạo nên những cái thành công, đúng không? Cái đã. Đến bây giờ thì cái đường hướng tiếp theo có thay đổi gì không đối với riêng Khoa? Những cái ngày đầu tiên mà sau khi vụ việc xảy ra thì thực sự Khoa nghĩ trong đầu là thôi Khoa chán lắm rồi, Khoa muốn dẹp hết. Khi mà mẹ ở dưới quê gọi điện thoại lên bảo là trời, mẹ đọc báo xong rồi mẹ bị bệnh luôn, và mẹ muốn Khoa thôi đi về quê đi, đừng có ở Sài Gòn nữa, về quê đi, đi làm công việc gì đó đi, cảm thấy showbiz nó quá khắc nghiệt. Nhưng mà khoảng hơn một tuần trôi qua, khi mà mình chiêm nghiệm lại, mình nhận ra tất cả mọi thứ và mình nhớ lại những cái chuyện trước đây á, thì mình thấy là những cái việc như vậy nó xảy ra rất nhiều trong showbiz rồi, không phải là mình là người đầu tiên nữa. Và mình nhìn vào tất cả những cái mà những cái người mà trong cuộc á, thì mình thấy, mình biết ai sai đúng và mình biết câu chuyện nó như thế nào, thì mình thấy là những cái người mà họ tiêu cực và họ làm những cái việc mà không tốt á, thì chắc chắn họ sẽ trả giá thôi. Nên là mình tin tưởng vào cái điều đó. Mình tin vào cái gọi là luật nhân quả, và mình tin vào những cái gì mà nó sẽ phải xảy ra trong cuộc đời là cái điều mà nó sẽ phải xảy ra. Nên là nếu như mà có những chuyện mà mình không thể thay đổi được đó, thì Khoa nghĩ là mình nên học cách chấp nhận nó thì nó sẽ ok hơn. Đó, nên là Khoa lại vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cái đam mê của mình và phát triển nó. Chắc chắn Khoa sẽ không có dừng lại ở đây đâu. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ, mọi người sẽ biết tất cả cái gì là sự thật. Khoa có bị lo lắng hay có bị ảnh hưởng rất nhiều vì cái niềm tin của mọi người và vì những cái lời xung quanh không? Có chứ, mình cũng là con người thôi mà. Thực ra thì những cái việc mà cộng đồng mạng chửi rủa mình á, thực ra thì mình cũng có thể thích nghi với nó cũng nhanh thôi. Chứ thời gian trước hả, lúc mà khi mà thấy tự nhiên cái người ta chửi mình khi mà họ chẳng biết gì cả, Khoa cảm thấy trời tức, cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng mà bây giờ thì Khoa cảm thấy là Khoa học cách không quan tâm đến những cái điều đó nữa, và chỉ dành cái sự quan tâm dành cho những người mà xứng đáng hơn. Thì cái chuyện vừa rồi thì nó cũng làm cho Khoa ảnh hưởng rất là nhiều, và Khoa cảm thấy là bản thân mình phải mạnh mẽ lên. Tại vì Khoa không chỉ sống cho mình mà Khoa còn phải sống và lao động và cố gắng cho những người thương yêu mình nữa. Và Khoa rất là, Khoa nhận ra rằng sau sóng gió thì mình mới nhận ra được rất là nhiều chân tướng, mình mới nhận ra được rất là nhiều cái sự thật. Có những người thì mình tưởng là họ sẽ ở bên cạnh mình, nhưng mà không phải. Mà có những người mình không ngờ tới thì họ luôn sẵn sàng bảo vệ và ở bên cạnh mình. Rất là bất ngờ. Mình nghĩ là đây cũng là một cái điều cần thiết để mình thanh lọc bớt. Và bây giờ thì chúng tôi cũng muốn mời Khoa nhìn lại. Không phải nhìn lại mà là nhìn những cái hình ảnh tiếp theo mà chúng tôi đã
ghi được một chút để lo lắng tới quá. Khoa. Xin mời. Anh ba chỉ mong muốn luôn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã chọn. À, còn có rất nhiều người ở bên cạnh bố. Cố lên. Xin chào con. Bố mẹ biết con rất là buồn và bố mẹ cũng rất buồn, muốn mong con hãy vượt qua nỗi khó khăn này, tiến lên con trai. Bố mẹ luôn ở bên cạnh con. Sau cú vấp ngã này, con sẽ đứng dậy vững vàng hơn và thành công hơn. Mẹ luôn luôn tin tưởng ở con. Lúc nào cũng phải lấy cái quạt để che đi cái cảm xúc của mình. Bây giờ tôi mới hiểu nhá. Tôi mới hiểu vì sao mà lại gắn bó lên với cái quạt như thế. Thật sự Khoa là một người không có giỏi kiềm chế cảm xúc của mình lắm. Ví dụ như nói vui thôi là, ví dụ như chơi đến bài đi, cầm được con bài xấu là cái mặt đóng liền. Hoặc là bài mà tốt á thì tiện cái mặt mình hớn hở lắm. Khoa là một người kiểu như vậy, nghĩa là ruột để ngoài da, tất cả mọi thứ đều thể hiện qua như vậy. Và Khoa không nghĩ là một người như thế thì có gì đó nguy hiểm đâu. Có nghĩa là mình luôn sống theo cảm xúc. Khoa thích thì Khoa sẽ nói thích, Khoa không thích thì Khoa sẽ nói là Khoa không thích. Chứ Khoa không bao giờ mà giả dối cái cảm giác của mình được hết, cảm xúc của mình được hết. Nên là có rất là nhiều lần mà Khoa bị vả miệng vì có những cái lẽ ra mình không nên nói. Hay là gần đây là cái vụ của Jack chẳng hạn. Thì người ta cứ cố gắng cài cắm là hỏi về Jack, nhưng mình đã từ chối rất nhiều lần. Thì bây giờ người ta hỏi sang là bạn có thích nghe nhạc của Jack không? Thì Khoa không thích nghe, thì Khoa nói là Khoa không thích nghe. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà mọi người lại nhìn nhận nó theo một cái hướng khác, và nó dẫn tới những cái lùm xùm. Khoa nghĩ nhiều khi Khoa không biết là mình nên thay đổi bản thân mình hay không, trở thành một con người khác, là nên thảo mai hơn, nên giả dối hơn, và nên làm hài lòng mọi người. Hay là mình hãy cứ là bản thân mình như trước giờ. Thực ra thì Khoa biết là dù Khoa có làm cái gì á, Khoa cũng sẽ không bao giờ mà làm hài lòng được tất cả mọi người hết. Nên là thực sự việc khó nhất trên đời có lẽ là làm người á. Hay là việc khó nhất trên đời là làm người tốt. Làm người theo đúng cái đúng chính mình mà lại còn vừa lòng được mọi người. Mà lại còn không làm ảnh hưởng gì đến tất cả những cái xung quanh thì đấy là cái khó câu chuyện lắm khó nhỉ. Nhung làm được không? Bình thường thì mọi người thấy Khoa hay cười. Khoa hay tưng tửng trong các cái sản phẩm âm nhạc, rồi cũng có nhiều những cái theo xu hướng. Nhưng mà cũng không biết là một người cũng khá là nội tâm đúng không? Mọi thứ Khoa chia sẻ với ai? Tại vì Khoa ít chia sẻ lắm. Thứ nhất là với bố mẹ thì Khoa không có chia sẻ đâu. Tại vì Khoa biết là bố mẹ rất là lo lắng với Khoa. Từ ngày xưa luôn, khi mà mới xuống thành phố Hồ Chí Minh nha, để mà mình đi học đi làm á, một mình, một thân một mình như vậy, kiểu như thiếu gia công tử trong nhà ra, đâu có biết làm gì đâu. Gặp rất là nhiều chuyện luôn, bị ức hiếp, bị này bị kia rất nhiều, nhưng mà không bao giờ Khoa hé răng một lời nào với gia đình hết trơn á. Phải cố gắng chịu đựng và vượt qua nó. Lúc nào bố mẹ gọi điện thoại hỏi cũng kêu con ổn không, con ok, con không sao hết. Nhưng mà sau đó có nhiều lần mà mình phải nằm khóc mình vì không biết làm sao. Nhưng mà cũng cảm ơn những cái điều đó, nó làm cho Khoa mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Chứ nếu như không có những điều đó mà cứ ở trong vòng tay bao bọc của gia đình hoài á, thì chắc là mình tệ lắm. Rồi cho đến đây thì Khoa cũng cảm thấy may mắn lắm khi mà tuy mình nhìn mặt một mặt là nó sẽ có những người mà họ làm cho mình thất vọng, họ làm cho mình buồn. Nhưng mà cũng có những người họ làm cho mình rất là xúc động. Họ giống như những người anh, những người chị, như anh Trung, quản lý của chị Hồ Hà, hay là chị Diệu Minh, chị Kim Thanh, chị Thảo, rất là nhiều rồi, những người bạn của Khoa nữa. Luôn luôn lắng nghe, mà luôn luôn thấu hiểu và luôn luôn ở bên cạnh chia sẻ và bảo vệ Khoa bất chấp luôn. Mình rất là xúc động chuyện đó, và chắc chắn là vì có những người họ thương Khoa như vậy á, nên là Khoa sẽ không bao giờ làm cho họ thất vọng hết. Cảm ơn mọi người đã tin Khoa, và chắc chắn là Khoa sẽ là một người tử tế. Mẹ Khoa có nói với chúng tôi là tin là con mình sẽ không làm gì trái với những cái điều đạo đức. Đúng rồi. Tại vì sự luôn, nếu như mà làm trái với những cái, nói chung là mình nếu mà làm gì sai á, thì chắc chắn Khoa không thể nào mà Khoa sống nổi hết trơn á. Lúc nào cũng cảm thấy áy náy trong lòng hay là cái gì đó. Và trước giờ thì khi mà Khoa sai, Khoa luôn nhận lỗi, chẳng bao giờ Khoa chối bỏ cả. Nhưng mà cái gì nó cũng có lý do, và mọi người cần phải nhìn thấy toàn bộ câu chuyện, chứ không phải là chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Rồi thường bây giờ cuộc sống nó vội vàng quá. Họ chỉ nhìn thấy cái tiêu đề, họ không thèm đọc cái bài nội dung luôn. Rồi họ chỉ nhìn thấy những cái mà họ muốn thấy thôi, và họ phán xét cái điều đó. Là sau khi hồi xưa thì Khoa cũng vậy. Lúc mà Khoa còn trẻ trâu á,
Khoa cũng vậy, nghĩa là Khoa cũng đánh giá người khác lắm, hay dán nhãn người khác lắm. Nhưng mà sau khi có nhiều chuyện xảy ra thì Khoa mới tự rút ra được bài học. Khoa hiểu là đừng có vội vàng gì cả, mình không phải người trong cuộc, mình chẳng biết gì cả. Cho nên Khoa sẽ không phán xét ai, không có đánh giá ai cả. Nếu như bây giờ được quay trở lại từ đầu, được quay trở lại từ cái ngày mà một anh thanh niên hơi quê quê một chút từ Đắk Lắk đi lên Sài Gòn. Chưa bao giờ quê nha. Thì có muốn làm lại không? Bắt đầu lại từ đầu. Khoa nghĩ là nếu như cho Khoa bắt đầu lại thì Khoa vẫn sẽ chọn con đường này. Nhưng nó có quá nhiều những cái thứ khiến cho mình cảm thấy tổn thương đúng không? Nhưng mà Khoa sẽ biết cách xử lý nó hơn. Nếu như cho Khoa được gặp lại Oren những ngày đầu tiên thì Khoa vẫn sẽ làm việc với Oren. Chắc chắn là không chỉ trong cái lĩnh vực này đâu, mà rất nhiều những cái câu chuyện khác, những mối quan hệ khác thì luôn luôn có những cái như vậy. Có bao giờ liệu là có bao giờ có một cái sự hàn gắn hay một cái điều gì đó trong tương lai không? Chắc chắn là không. Một khi mà Khoa đã mất lòng tin rồi thì rất là khó lấy lại, và Khoa một cái ly vỡ nó không thể nào trở thành một cái tô lành được, ví dụ vậy. Tại vì Khoa đã hoàn toàn tin tưởng và chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ một cái điều gì hết á. Nên là Khoa đã trao hết tất cả rồi, nhưng mà bạn đã đem nó đi mất rồi. Bạn đã vứt nó mất rồi, nên chắc chắn sẽ không bao giờ. Có thể là khi mà mọi chuyện đã được sáng tỏ thì có thể là sẽ không còn những cái ngại ngùng khi gặp nhau nữa. Nhưng mà làm việc chung với nhau thì Khoa nghĩ chắc không đâu. Khoa không bao giờ muốn mình tổn thương một lần nữa. Cảm giác giống như là ví dụ như hai người yêu nhau đi, người ta hay nói nôm na là hai người yêu lại người yêu cũ, giống như là đọc một quyển sách đã đọc rồi á, biết trước kết cục mất tiêu có còn đâu nữa. Đối với những cái sản phẩm mà hợp tác sau này với những nghệ sĩ trẻ thì sao? Khoa sẽ mang một cái tâm lý như thế nào khi mà chuẩn bị có những cái kết hợp mới? Chắc chắn luôn, Khoa sẽ tỉnh táo hơn, Khoa sẽ ít trao đi tình cảm của mình hơn. Khó lắm. Khoa bởi phải vì lý đấy trí là hơn. Bản tính của mình rồi. Đúng rồi, nhưng mà Khoa sẽ cố gắng lý trí hơn để khỏi phải tổn thương, để khỏi phải nhận những cái gì mà nó không đáng có nữa. Và thực sự nếu như các bạn không muốn kiểu tình cảm gia đình thì ok, mình cứ là sếp và nhân viên, mọi thứ nó sẽ được giải quyết. Trước đây nó là một gia đình. Đúng vậy, đối với Khoa là một gia đình. Bây giờ thì nếu như mà định nghĩa lại về những cái thứ mà khiến cho mình cảm thấy bình yên sau tất cả những cái sóng gió đó thì Khoa sẽ nghĩ đến cái điều gì? Bạn bè, người thân. Trời ơi, không Nhung biết đâu, cái đêm mà hôm xảy ra chuyện đó hả, Khoa nhận phải gọi là mấy trăm cuộc điện thoại luôn. Chắc chắn thì có những cả cuộc điện thoại của phóng viên, họ muốn viết bài rồi, thì cái đó mình bỏ qua. Nhưng mà đó là những cuộc điện thoại của những anh chị em nghệ sĩ, của những người bạn bè, và họ cố gắng tìm Khoa ở đâu đó, chỉ để đến bên cạnh ngồi im chẳng nói gì cả, họ muốn chia sẻ thôi. Họ đồng cảm với họ, tại vì họ tin Khoa, họ tin một người như Khoa thì không thể nào mà làm những cái việc như người ta nói được. Và Khoa cũng khẳng định luôn là Khoa không bao giờ thấy hổ thẹn với lương tâm mình khi sống và làm việc trên cuộc đời này. Nên là họ cứ ngồi bên cạnh, họ tới, họ ngồi bên cạnh, họ chia sẻ rồi tiện thực sự luôn, Khoa xúc động lắm, Khoa xúc động lắm luôn á, nhưng mà cố gắng kiềm chế để không có cho người ta thấy được là mình yếu đuối như nào. Nhưng mà rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều, những người bạn, người anh em, người anh chị, đồng nghiệp, họ chia sẻ với Khoa rất nhiều luôn. Tại vì thực sự luôn, nếu như mà những ai mà đã làm ở trong showbiz nè, những cái người mà đang hoạt động nghệ thuật đó, thì chỉ cần nhìn cái vấn đề thôi thì họ sẽ hiểu rồi. Nói về cái câu chuyện niềm tin của những người ở trong nghề thì khó, nhưng mà để mà có cái niềm tin đối với công chúng ấy, thì công chúng không biết được. Đúng rồi. Công chúng không thể hiểu được là câu chuyện đó diễn ra thường như thế nào. Công chúng thì họ sẽ ủng hộ nghệ sĩ hơn. Đối với họ thì những người nghệ sĩ luôn luôn kiểu là yếu thế, thiệt thòi so với một công ty. Đúng rồi. Nghe cảm giác nó rất là chênh lệch luôn. Nhưng mà dù công ty thì người đứng mũi chịu sào cũng là Khoa thôi, Khoa cũng chỉ có một mình. Nói chung là Khoa cũng không thể nào mà ép người ta phải tin mình được hết trơn á. Nên là thôi, mọi người muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng mà thanh giả tự thanh, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ và mọi người sẽ biết sự thật là như thế nào. Khoa không có ngại ngùng những ngày đó. Nhưng từ bây giờ đến lúc đó thì chắc chắn là cái công việc của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng đúng không? Thực ra thì công việc của Khoa cũng không ảnh hưởng gì đâu. Có thể là ảnh hưởng tới cảm xúc. Thì cái cảm xúc nó, ví dụ nó tiêu cực thì nó làm cho mình khó thăng hoa hơn trong nghệ thuật, ví dụ vậy. Chứ còn mà thực ra cái đối tượng khách hàng của Khoa là những nghệ sĩ chứ không phải là khán giả.
Có nghĩa là chỉ cần ở trong giới Khoa ok, và họ nhiều người muốn làm việc với Khoa, nhãn hàng muốn làm việc với Khoa này kia là ok rồi. Còn ý Khoa ở đây là những đối tượng mà làm việc trực tiếp, đúng là rồi, đúng những rồi, cái rồi. Người nghệ sĩ rồi những cái nhãn hàng, chứ không phải là ý Khoa là không phục vụ khán giả đấy. Phải, suýt nữa là vạn miệng nha. Mình nếu... chẳng nghĩ gì luôn á. Thì có nghĩa là hả, cái người mà mình làm việc trực tiếp á sẽ là những nhãn hàng, là những nghệ sĩ, và họ thì họ quan tâm đến chất lượng sản phẩm hơn là cái chuyện lùm xùm của mình hay là cái gì đó đời tư. Anh Trang không phải là một người khéo léo chút nào? Không phải người khéo léo, nhìn là biết rồi. Và chắc chắn là nó sẽ còn nhiều những cái thách thức nữa ở trong cái con đường hoạt động nghệ thuật. Và nếu chắc từ nay phải ít nói hơn. Hơi khó, cái đấy thì cũng hơi khó, lại một lần nữa liên quan đến bản tính đúng không? Nhưng nếu như được nói một lời với những người mà dành những cái tình cảm chân thành nhất cho mình, những cái người mà yêu mến những cái sản phẩm của mình, thì Khoa muốn nói điều gì? Nếu mà nó chỉ nói lời cảm ơn thì nó lại quá bình thường rồi. Mà tôi biết ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã rất là yêu thương và trân trọng và tin tưởng Khoa. Trong những cái phút giây như thế này thì không có gì hơn là cái sự tin tưởng hơn. Chỉ cần được tin tưởng là Khoa đã tiếp được thêm sức mạnh rất nhiều rồi. Vâng. Có nhiều người họ nhắn tin cho Khoa chỉ như này thôi: anh tin em, hoặc là chị tin em, chỉ như vậy thôi á. Mà trời ơi, ngồi khóc cả ngày luôn. Cũng là một người dễ khóc đúng không? Nhưng mà hôm nay biết lên hình có đẹp trai không nữa. Dù có thế nào thì mình vẫn cứ phải giữ được cái nụ cười và cái sự lạc quan để bước tiếp. Cười vậy thôi chứ đâu biết trong lòng mình héo úa đâu. Kể cho Nhung nghe cái này chứ, những ngày mới bắt đầu cái vụ này á, Khoa đi ra đường á, khán giả và mọi người nhìn qua ai cũng xì xăm hết. Bình thường thì có lẽ họ trầm trồ về đẹp trai, ví dụ vậy ha. Nhưng mà bây giờ Khoa biết là họ nói về cái gì khác. Có nghĩa là có một đêm khuya Khoa đi ăn cháo thôi. Cả ngày không ăn gì, đói quá đi mua cháo ăn. Thì nhỏ bán cháo như nó kêu nguyên sớm nó bu lại coi vậy á. Ai cũng cầm điện thoại lên chụp hình xong xì xăm á. Mà xì xăm xì mà to ghê, mình còn nghe hết trơn. Thì lúc đó Khoa không biết sao, Khoa đứng dậy Khoa nhìn vô thẳng một cái đám đông đó, Khoa nói là nếu như mọi người quan tâm đến chuyện này á thì mong mọi người hãy theo dõi đến cùng, chứ mọi người đừng chỉ có nhìn những cái tít trực bài rồi mọi người phán xét. Khoa nói vậy xong muốn đi về, quên trả tiền mất. Nó cũng không kêu. Sau đi được một đoạn rồi mới nhớ quay lại trả tiền cháo. Sẽ có rất nhiều những cái cú sốc đấy đúng không? Từ bây giờ đến lúc mà mình yên ổn với những cái dự án tiếp theo thì chắc chắn là sẽ vẫn không, nhưng mà tính ra hôm nay là Nhung lựa Khoa nha. Tại vì Khoa đã nói là nếu như mà chia sẻ về cái việc này thì Khoa sẽ không có lên sóng đâu, không có nhận lời đâu. Nhung lại kêu không phải. Đâu có, Nhung hỏi về những cái bình yên, những cái hạnh phúc trong cuộc sống mà. Và nó liên quan tới những cái... Hạnh phúc chưa hưởng được bao nhiêu hết trơn á. Toàn thấy sóng gió không à. Chắc là do hồng nhan nên bạc phận. Rồi, thế bây giờ định nghĩa lại hạnh phúc thế nào? Một câu cuối cùng trước khi mà chúng ta ăn bánh sinh nhật. Hạnh phúc Khoa nghĩ đơn giản chính là cái giây phút hiện tại mà mình được làm điều mình thích đó. Được ở bên cạnh người mình yêu và được ăn món mình thích. Và hôm nay đó là bánh kem. Một lát nữa chờ đến cuối chương trình thì chúng ta sẽ cùng kỷ niệm có một năm. Có được mang về không? Chỉ sợ là bị cách ly quá. Ôi. Nói đùa vậy thôi chứ thưa quý vị, một lát nữa thôi thì Châu Đăng Khoa sẽ lại quay trở lại với cái cuộc sống bình thường ở tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều những cái công việc khác nhau. Và chúng tôi cũng chỉ muốn mời quý vị gặp gỡ với một người mà đang trải qua những cái sóng gió trong cuộc sống để có thể thấy là cái tâm thế của họ như thế nào và cái nhìn về cuộc sống của họ thay đổi ra sao sau những gì làm nên những cái biến động của cuộc đời. Và chúng tôi cũng chỉ muốn là mang lại sau tất cả là những cái nụ cười an yên nhất, là sau những tất cái cả phút giây mình lại trở về với nhau hả? Là những cái phút giây mà được nhìn thấy những người nghệ sĩ của chúng tôi, những người bạn của chúng tôi, rồi những người thân yêu của quý vị họ cười. Bây giờ và ở đây.